Chào toàn thể các bác, hôm nay em lại đưa các bác đến thăm một ngôi nhà sàn nhé, rất đẹp nhé. Ngôi nhà sàn này tại thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang các bạn. Đây là ngôi nhà sàn bên ngoài đây, và đây dưới này là vườn hoa tam giác mạch luôn các bác ơi. À, các bác cùng em vào bên trong của ngôi nhà sàn này nhé. Đây là toàn cảnh bên ngoài, khung cảnh vẫn đang đây là vườn hoa này. Rất chi là đẹp đấy các bác này. Khuôn viên ngôi nhà rất chi là đẹp nhá các bác nhé. Đây là bên ngoài, khuôn viên rất rộng nên là đi phải đi thì là vòng luôn. À, cây bông kê. Đây ạ. Siêu lầu thi ghế ngồi đấy ạ. Rơm rất đẹp nhé. Đây là những đây có cả những sáo này. À, bên dưới của ngôi nhà sàn rất chi đẹp, trang trí những cái vật phẩm này. Trên này hai cái khen này. Hai cái ạ. À, nhưng cái kia, cái này mới gọi là chất này. Đấy, này. Đấy, trên nhà trên này. Đây là nhà chị lên trước đi. Cầu thang nên cầu thang này em lần đầu tiên thấy rộng ấy, cầu thang này rộng rãi. Chủ nhà đây. Đây là các bác này, bên trong này, bên trong của nhà sàn rất là đẹp này các bác này. Đây là chồng chạm chỉ non con cung luôn các bác này, nhìn rất đẹp luôn nhé. Đây. Chồng này. Đây này. Đây là mặt sàn thì được ốp lát đá giả gỗ, cột này là vanh rất rộng này, lăn sơn giả gỗ giống như là thật luôn này các bác này. Đấy. Trên là lăn sơn giả gỗ hết này. Đây là ngôi nhà chồng chuyền hết nhá, chồng chuyền chồng chạm này. Trồng chạm những hoa văn kẻ vẽ rất đẹp luôn. Đây là bác chủ nhà nhé. Bác cho cháu hỏi cái ngôi chủ nhà này, cái ngôi nhà này bác xây hết bao nhiêu tiền nhỉ? Dự đoán là hết khoảng tầm 900. Vâng. Thế cái nhà này mình xây theo vì hay là theo khoán hết ạ? Nó khoán hết khoán cái khung cứng ấy. Khung khung khoán hết ạ. Còn những cái ấy này mình tính sau nhỉ, cái lợp ngói lợp nhé. Sàn xiết này là người ta làm hết xong mình chỉ việc lát thôi, khoán trắng luôn. Mình chỉ là ốp nhé, còn cái phần thô là khoán trắng hết. Còn những cái phần sơn này là hết bao nhiêu tiền? Phần sơn này hết khoảng tầm khoảng gần 70. Sơn này cũng thợ trên này luôn nhỉ? Cũng thợ trên này, thợ con cháu ở nhà. Thế nhà cái ngôi nhà sàn này mình theo truyền thống của người dân tộc Tày là truyền thống của dân tộc Tày. Vâng, thế chú là người dân tộc Tày nhỉ? Dân tộc Tày. Vâng. Thế này là ngôi nhà này rộng bao nhiêu mét thôi nhỉ? Tức là nó chỉ tính theo gian thôi, mỗi một gian là vào 2m9. À, 2m9. Sử dụng 2m9 chiều 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 ngang. Vâng, 2m9 chiều ngang. Tính theo vỉ. Vâng. Tức là đây là thợ mình thợ trên này hay là thợ ở dưới? Thợ Lào Cai, Yên Bái. Yên Bái sang làm. Người bán đâu thì bán đổ khuôn khiếc này, đổ khuôn khiếc cái thứ cái này là nó mang sẵn để có cái khuôn nó mang sẵn. Vâng. Thế cái cột này là đổ sắt bao nhiêu chú? Đổ phi 16. Phi 16 ấy, 4 thanh ấy chú nhỉ? Vâng, 4 thanh. Đây là chồng chạm ấy chú nhỉ? Vâng, không cái đấy cũng là một cái mẫu chồng. Xong là đổ. Không, đây là chồng chồng chạm. Và cái kia chồng đổ, chồng chạm là làm khuôn nhưng mà đổ vâng. Xong là đặt lên. Đặt lên xong là có hình hoa văn hết rồi, chạm chỗ trong hoa văn hết rồi nhỉ. Đây là chủ nhà làm cửa nhôm hệ nhôm hệ giả gỗ rất chi là đẹp luôn nhé. Cái này là cũng con cháu làm hết. Theo họ họ Nguyễn. Nguyễn. Họ Nguyễn của Mạn từ từ Vị Xuyên đến lên từ trên thôi. Vị Xuyên lên Hà Giang. Hà Giang là cái bàn thờ là để ở gian giữa, còn người Tày ở khu vực dưới Bắc Quang là để là mặt đằng trước này. Ừ. Vâng. Mặt
nó quang này để ran hành lang ấy. Vâng, hành lang đằng trước. Đây là nhà sàn này các bạn. Đây là chủ nhà là làm 3 buồng các bác nhé. Đây 1, 2 và 3 buồng. Làm 2 buồng khép kín, có thể này có thể mình lắp điều hòa được, nếu đóng trần lắp điều hòa được. Đây là đấy, thường là ấy là con dâu. Vâng. Là con gái, con à đây, đây là con, thường thường là con trai với con dâu ở phòng phòng giữa đấy ạ. Và còn chủ còn ông bà ngủ ở phòng bên gian thờ. Còn bên cạnh này là phòng của con gái. À, con gái và cháu. Và con gái và cháu. Đây là ngôi nhà này rộng bao nhiêu mét vuông nhỉ chú nhỉ? Đây vào khoảng tầm 160 mét vuông. Cũng rộng. Rộng. Cái sàn này. Đây là ngôi nhà này là 3 gian 2 trái. Là trái mình cũng trồng này. Hai trái mình cũng trồng hết này. Ừ, ngôi nhà các bạn. Cái hoa văn này là rất đẹp luôn nhá. Những cái khung này là mình theo ý của mình hay là họ? Vâng, theo ý mình làm hoa văn kiểu này là do mình thiết kế xong là bảo họ đấy. Vâng. Thường thường với tay mình hay có cái núm thóc ở trên kia nhá. Là tượng trưng như kiểu là lo ấm rồi chứ. À, cái này là đổ đòn tay. Đòn tay là trên này. 1, 2, cũng đổ bê tông hết này. Còn trên là mình lập ngói. Lập ngói này là cái ngói này là ngói. Cái ngói là nó gọi là ngói tranh tuyển. À, ngói cũng đẹp, ngói này cũng đẹp. Mà mát đi. Cái sàn tầng dưới là 2m7. 2m7, còn sàn trên này là 2m9 rồi. Cao mà rộng nhỉ. Cái chiều dài này của nhà chú này dài bao nhiêu mét đấy? Chiều dài này nó vào cái nếu mà cái đòn tay ở trên kia nó vào là 13 mét. Ai dạ, từ kia đấy. Từ 13 mét chiều ngang đấy. Cái đòn tay trên nắp là 13. À đòn trên kia đấy. Còn chưa tính hai trái này. Chưa tính cái hai trái. À, còn chiều ngang này chú. Nó là 10, nó vào mà chiều ngang này thì là gian giữa này là 3m9. Vâng. Còn gian này là 2m3 là 4m6. 4m6 với đây là 3m mấy? 3m9. Đây là thế cũng rộng. 4m6 với 3m4m. Thế nào cũng 8m mấy. 8m nếu cả ra tính cả ngoài hè cũng 8m. Thì tầm 9m ấy. À, ba cửa. Ba cửa trước thông hết. Rất chi là đẹp. Đằng trước này là một cái hiên rất rộng. Hiên rất chi là rộng, rất đẹp nhé. Ngắm vườn hoa tam giác mạch luôn này. Đây là chủ nhà còn cây cối trang trí ở trên này, rất đẹp luôn này. Mà cái cầu thang này chủ thiết kế rộng, rộng ra rộng hơn mọi nhà cháu đi thấy mọi nhà hẹp nhé. Ở nhà thì thầm tầm rộng hẹp tầm này thôi. Đây, cái này rộng. Cái này là 2 mét. Cái này là à đúng. Mét mấy đây nhỉ? Đây 80 là mét 6 à? 2 mét. Rất rộng. Cầu thang này làm inox ở ngoài này nó đỡ bị gì? Nó đỡ bị nắng. Tường này là xây bằng gạch ấy chú nhỉ? Tường này xây bằng gạch. Xây bằng gạch. À, mình lăn sơn giả gỗ. Rất đẹp luôn này, có một cái hiên chạy dài rất rộng nhé. Em cũng đến lần đầu tiên được ngôi nhà có lan can rộng rãi và rất nhiều cửa như này nhé. Bên trong thì đằng sau cũng rất cửa sổ thoáng như vậy nhé. Nguyên cái khung này là hết 100 triệu. Hết 100 triệu là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vì với cái mặt sàn này nữa. Đấy, 100 triệu còn... Còn mỗi lát gạch với tường là mình thuê riêng thôi. Thuê riêng thôi, thế là cũng giá cũng hợp lý thôi chú nhỉ. Ừ. Giá cũng hợp lý thôi, còn tường kia mình xây, mình thuê thợ trên này xây thì... Đây là ngôi nhà của bác chủ nhà, bác cho biết là rơi vào khoảng độ tầm 900 triệu. Nguyên khung nhà sàn này là hết 100 triệu nhá các bác nhá. Đây, tổng thể ngôi nhà sàn là... Đây các bạn.
bên chủ nhà này chú thiết kế bếp ở bên cạnh luôn đấy các bạn. Bếp nhà bên này ngôi bếp nhà vệ sinh rất rộng luôn, ngôi nhà bếp đây rất chi là rộng luôn nhá, vâng nhá. Đây là bên này là nhà vệ sinh này, đây nhà tắm luôn này, đây là phòng bếp, căn bếp là bên cạnh nhà sàn chú chủ nhà chú làm cách biệt ra nhé, để không bị khói vào trong trong nhà chính đây các bạn. Đấy, chú làm cách biệt ngôi bếp ra bên cạnh, không làm liền đến ngôi nhà sàn.